Chị đi theo cái định vị mà em ở Bình Chánh á, chứ không phải đi theo địa chỉ. Có cái nhà nó có cây xoài phía trước, nó có bông hoa, cái nhà đẹp đẹp nè mà không có thấy tên. À, quay lại nha. Ôi hai mẹ con kìa. Ôi trông bé còn sâu luôn. Ôi không ôm luôn. Thôi đi theo thôi. Quay lại. Rồi tới chưa? Tới rồi. Đúng rồi nè. Đúng rồi. Ngọc Hà Sang. Công ty trách nhiệm hữu hạn luôn. Đúng nhà bởi cái định vị nó vô đúng chính xác. Quá đẹp. Rồi xuống thôi. Ôi còn sống. Ồ làm nãy giờ mà cháy luôn mà vẫn còn sống ơi. Anh hơi bỏ lên nướng lại hả? Thì có gì đâu, lên đây vi khuẩn nó cháy chết hết rồi. Giờ em biết đâu, em biết cùng nào đâu. Giờ em có ăn đâu. Giờ thay miếng đâu rồi nè. Chào, sống mà. Nó tự nó nhảy xuống mà rớt gì. Có cùng nào đâu mà rớt. Thôi rồi giờ mời một vài số em người đẹp ra đứng làm cảnh thôi. Người đẹp để làm chi trời? Để dành chi nhiều nữa. Tự nhiên người đẹp đứng đó để làm chi? Đứng ở đây cho nó đẹp. Đây xin mời mấy người đẹp. Em nghĩ là anh nên đây những người này mới đẹp nè. Đây. Đẹp đầu. Đây. Nó nhiễu xuống là nó phật lửa lên nè. Rồi đây thành quả từ 10 giờ rồi. Cái này để làm món gì mấy người đẹp? Vú heo ha. Cái này hả? Không, cái này nè. Đúng rồi, là vú heo. À là đấy hả? Ồ, vú heo nướng. Một nhân viên của Viện Hàn Lâm giải thích rằng hôm nay là tới mấy món rồi nè. Tổ chức tại nhà ga Jinan ở trung tâm thành phố Los Angeles. Cá lóc, cá lóc với xoài. Wow. Nên những người xuất hiện trước máy quay không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Cái đó nướng luôn hả? Dạ. Cái này nướng là ngon luôn chú ơi. Xoài á. Không biết nướng xoài ngoài kia.
ban tổ chức lễ trao giải đã để vào rồi đó. Đúng rồi, xoài nãy nãy rồi bà. Này có ít người. Như lý gì? Cái này một trái xoài đó, hai ba trái xoài là xong rồi. Bếp ra. Cái này nè, cái này là cái gì? Cái này là cái cần. Của Nguy á mày. Thằng khủng á. Mày hôm nay lấy ra nước không hả? Cái này là của Yến. Em, hôm nay chịu chơi lấy cái này ra xài luôn á hả? Đúng rồi anh, cất chịu luôn. Trời ơi, quá dữ luôn. Vô tới đây luôn. Vô tới đây luôn, điều tra coi Huy làm gì ai ngờ là làm món nhậu à. Món này để giải rượu phải không? Cá thác lát. Cá thác lát. Lẩu cá thác lát. Wow. Thôi mà chỗ tài thì thôi. Đang nấu nước sôi thôi, chưa có gì hết, nước lọc không mà. Ok. Wow. Một hao xoài. Sắc ra này là chuẩn bị để trộn với lại là cá lóc nướng hết sảy luôn. Đây. Sắc ghê. Ấy sa kê này là cắt ra lăn bột chiên ăn ngon hả? Này đúng không? Chiên đúng không? Nhà rất là lộc, trái cây đủ thứ, khế có xoài khó. Xuống cái hồ kìa, bóc mấy con cá lên nướng luôn. Rồi sáng là sáng nói đem quần bơi nó không chịu. Có dừa luôn. Một hồi là cởi quần đùi ra xuống bắt cá hả? Dịch vụ luôn. Dạ hồi nữa là em xuống bắt cá đúng không? Dạ. Đây là dân cá bên. Em có biết bơi đâu. Không biết bơi. Không. Đâu bây giờ không cắt cái trái này luôn đi em nha. Không, tụi nó chưa ăn mà, nhiều đồ ăn tụi nó ăn cái đâu. Không, cắt ra để chiên lăn bột này ngon không, quá. Thằng Huy nó làm chủ cuộc chơi hôm nay để Huy quyết định. Ồ, ok, ok, để hỏi Huy. Cái này chắc bỏ ở trong cái lò bên này cho nó tiện. Rồi, đây. Một mớ bắp đây. Bắp này chắc hái ngoài vườn phải không? Em bắp lên nướng. Rồi, bắp hái ngoài vườn luôn nè. Để lên. Chị hái ngoài vườn mà nghe cười đó, cái kỳ đó. À, nói chung là ngoài vườn á, đồ ở vườn hết. Ở vườn ấy ra nhưng mà. Còn cái này á là. Này là hái ở trong nhà. Đó, chứ không ngoài vườn. Hái trong nhà. Còn gì nữa, giới thiệu luôn. Ô, khoai lang. Khoai lang ăn bịch luôn không? Khoai lang này là khoai lang nhà chồng. Nhà chồng luôn. Đó, nhà chồng luôn. Trời ơi, nói vậy. Đồ nhà không à? Có cải ra, hái cải. Có không? Có hả? Hái chưa, hái chưa, chút nữa anh ra anh hái nha. Ra anh hái đi. Ok, ok. Cây bơ đó cũng có trái luôn á chị. Cây bơ này đó. Cây bơ là cây nào? Cây cao nhất trong đó. Cây bơ. Rồi, có gì trái gì mà có được cứ hái xuống đem vô không em? Ok, rồi. Em đi hái đâu với cô không nè. Đi, gái. Wow, xài vậy gái. Hả? Đó, thấy chưa? Wow, đã chưa cây xài? Ồ, đã không? Người không dám hái. Một mâm xài trong kia nhiều lắm. Đợi đợi cho gái. Rồi bây giờ tiết mục đi hái rau. Bắt đầu. À, đủ đâu muốn đâu. Đây. Đâu muốn trước nè. Đâu muốn. Cứa cọng nào cũng được hả? Cải cắt gốc được rồi. Đây, phỏng vấn cô bé nông dân hôm nay trải qua 24 tiếng lăn lộn để đi hái rau. Đây hái mấy cái cọng dài. Rồi đây. Giới thiệu. Vườn cải. Nhà chồng luôn. Hái gốc thôi, ngang luôn. Thôi ăn, ăn lẩu. Lẩu cá thác lát gì đó. Ê dễ thương ha, có rau muống nè. Bên đây rau muống nè, bên đây cải nè. Bên đây cổ qua nè, mướp nè. Có xoài. Đi qua đây nhổ. Không, hái cái rau muống cho đủ con rồi qua. Nha. Rồi chuẩn bị nha. Đây ngày cuối tuần bận rộn của chị nông dân. Chuẩn bị để thu hoạch cho tuần sau kiếm tiền chợ. Muốn. Cái này ngoài chợ bán ký nhiêu chị? Trời ơi, ký này là 100 đô đó. Ký này 100 đô. Ngoài bán 10.000 ký chứ đang 100 đô 1 ký đó. Không, rau muống này non á. Ngon á. Rồi làm một dĩa rau muống xào tỏi nha. Đi 20 cái số rồi tới đây nha. Rồi bây giờ là vô cái vàng bầu. Trời ơi, vô vàng bầu kiếm vài trái bầu trào mề gà ăn đây. Thôi coi có không? Đâu có không? Đâu? Sao nó có lông ghê vậy? Có lông không? Nó ngon. Hái luôn hả? Wow, đẹp nè. Đúng rồi, nó
Đây đây đây, trái bầu đây. Nhưng mà khi nào nó sẽ dài? Rồi, nhưng mà còn nhỏ cho nên không có hái. Đủ chưa? Rồi bây giờ có cái cây gì mà vàng 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 bên kia kìa. Ô, cây cà đẹp quá, qua thăm cái cà coi. Rồi con lấy về trái cà đi. Không? Đúng rồi, có vài cái cà trắng kìa. Cái cà nè đẹp không? Quá dễ thương luôn. Hái trái nào? Rồi. Ô, cái cây cà mà có cái trái trắng và trái vàng luôn, rất là ngộ luôn. Lần đầu tiên mới thấy. Có hái trái, thêm một trái cà vàng đi. Ok, lấy đi gái, lấy đi. Ok, ok. Hai bữa chưa? Okay. Rồi, phải dừng. Đây, cây bưởi. Cây bưởi hả? Con vô coi coi. Hôm nay có một cái trái bưởi. Nó còn non á, để dành vài bữa hái coi. Để dành chưa hái được, nó hái xuống sợ không được. Nó còn quá tươi á. Ok, thôi giờ nuôi qua cây khác nha. Rồi, đó. Xài nhà trồng 50.000 ký. Tại vì trong nhà còn xài nhiều lắm. Ok. Sao nãy giờ hái được cái gì rồi? Nó muốn cải cà. Quá đã. Bên đây coi cây bơ chín chưa? Ok, qua cây bơ. Rồi bây giờ đi tới cây bơ nè, thấy có một số trái. Trái bơ nhỏ nè. Nhưng mà đây có một trái bơ nhỏ. Có bơ nè, bên đây nữa. Cái bơ nhỏ mà thì nó chỉ mấy cái trái nhỏ thôi, nó còn non. Ok, vậy là còn non rồi. Ok. Ở trên nó nhiều lắm, nói chung là mỗi một cái nhú ra, mỗi một cái nhánh ra là có cái quả bơ. Rồi bây giờ đi tới thêm một cây xoài khác nữa. Nhỏ hơn. Thấy một chùm mấy trái? 1 2 3 4 6 trái. Quá trời, mà xoài này là xoài gì ta? Xoài cát không? Bên đây là không biết nữa. Mít hả? Bên đây là mít. Ôi. Tiếp nối cây xoài là một cây mít. Đây. Mít có một số trái. Mà chưa có ai hái. Cái này ai mít bự quá trời. Mày thử đi. Chưa chín mới vậy. Không, mít bên đây nè. Đây nè, cái trái này nè em. Nhưng mà chưa chín chín là nó thơm à. Anh nhìn coi nó vàng đúng không? Trời hai trái. Nhưng mà hai xuống thì để nó chín nó ăn mới được. Ô, có một trái mít rớt kìa. Rụng kìa. Rụng quá trời. Để coi chín chưa. Thử coi, qua thử coi. Cứng. Đem về ăn được. Chưa chín. Trồng bông hoa quá trời luôn, đẹp quá trời luôn. Ờ, ngoài kia là một vườn hoa 10 giờ. Hoa 10 giờ. Một ngày mà làm ruộng vườn đây là cũng vất vả ha. Hoa gì cũng có. Đây là một cây mãng cầu. Như cây này chưa chín. Một số trái luôn. Hay quá nè. Nè, ai mà không biết bông mẫn cầu nè, quay nè. Hoa mẫn cầu. Bông mẫn cầu. Cái này hoa mẫn cầu nó thành trái nè. Ồ vậy hả? Có trái nhỏ xíu nè. Wow, có ăn thử không? Một trái. Rồi, đi vô. Nè, đã có đụng mấy trái rồi. Ôi, mấy người đẹp sợ con ớt. Đây, chàng Hiếu, chàng Hiếu. Đây, con chàng Hiếu, chàng Hiếu nhảy là tôi dán rồi. Bỏ hành đó hả? Đây, miếng bắp đây. Bỏ hành nó kiểu gì vậy? Ồ, cái này nó có ăn mới không? Không mà gió dữ á. Để đem cái để cái hồng khói, cái hồng khói dữ vậy rồi. Thôi được rồi. Làm bỏ hành đi con. Bố dắt, nóng không, nóng không? Nóng không? Cởi đồ, nhảy xuống cái hồ nước kìa. Đó đó. Ờ à, đó là hồ. Thầy đồ mới. Đây là một cái ao nuôi cá. Giờ đi bộ ra ao nuôi cá rồi kiếm rồi cá không đây.
quá trời. Cá nhiều lắm. Từ từ chợt té. À, đi từ từ ra đi. Hello. Đây là một cá, mấy cá gì ta? Thịt gà. Té con. Thoải mái không? Thoải mái. Trời ngoài nắng mà, ở đây đang trời. Ok, bây giờ đi hái ớt hả? Đi hái ớt sao? Ok. Thế vô làm nước mắm nè. Ui. Mẹ có ớt cam nè. Hết ba trái, còn hai là trái. Thì còn dưới nữa. Vô làm nước mắm. Làm ớt luôn đi. Rồi ra đây, đưa coi hái đẹp không? Wow, thành quả đó. Ok, vô. Thôi bây giờ tới tiết mục là nướng đậu bắp. Một cái này nướng đậu bắp thấy có vẻ ngon hơn nướng thịt nãy hả? Khỏi nghi ngút luôn. Không cảnh về nhậu chứ nào xỉn vậy. Nay coi bà chủ bà làm gì vậy? À, làm thịt dê. Ồ. Chặt lấy lộn nuôi ở ngoài vườn. Dê đó, dê đó. À, quá đã luôn. Đây. Vợ của vua đầu bếp. Đó, vợ vua đầu bếp ngồi chờ nhậu nè. Có gì kia đây. Không say không về phải không em? Dạ. Đúng không? Ồ, vậy là sướng rồi đó. Yeah. Em không ờ, chủ sĩ tuyên bố đi chủ sĩ. Em này là cô dâu, chú rể đi mua đá rồi, tí chú rể về. Nói vài câu để cho anh em vô. Tiền, tại vì em nói đi Tiền. Tại vì hồi nhà gái. Ủa? Hôm nay là dỗ dạ, vương. Nhân dịp dỗ anh hùng. Mấy chục ngàn năm trước nhân cái dịp ngày này. Đó đáng lẽ phải tặng quà cho vợ mà không tặng quà cho vợ nên mới có ngày dỗ hôm nay. Nên nhân dịp nay chúng ta sẽ có bữa tiệc nho nhã này. Chết cha rồi nha. Mấy ông nhớ nha, phải có quà đàng hoàng á chứ không là cũng ngày này luôn á nha. Nên ông Hùng không kém hả? Hả? 8 tháng 3 vừa rồi. À nên ông Hùng không biết chia bỉ hả? Dạ, 8 tháng 3 vừa rồi không tặng quà đó. Nguy hiểm quá. Có gì ăn dỗ. Đó là nội dung của buổi tiệc hôm nay. Quên nữa. Ê. Ngồi đây lấy bia lên giùm đi. Đây. Mặn phải không? Bây giờ cũng đâu anh. Vậy là thôi, một là anh Nam uống, hai là Huy uống ngưng. Một là Huy chở, hai là Nam chở. Thôi rồi, chủ sĩ lên tiếng đó, cho anh em tập trung. Chủ sĩ vất vả sáng giờ. Thôi mời tất cả luôn nè. 1, 2, 3, vô. Wow. Rồi đâu? Rồi đâu muốn bia rồi. Không có chén gì không? Chưa rồi. Ngồi đây để. Nhưng mà đó.